Bên cạnh các đội mạnh có truyền thống như câu lạc bộ Hà Nội, Hà Nội T&T, Hải Dương, Quân đội, Công an Nhân dân, thì bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn được đánh giá cao ở các nội dung thi đấu với những cây vượt tài năng. Trong số đó phải kể đến hai nữ vận động viên Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Chơi bóng bàn từ lúc 6 tuổi, Mai Hoàng Mỹ Trang giờ đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ, trong đó đáng kể nhất là tấm huy chương vàng đồng đội nữ tại giải vô địch Đông Nam Á năm 2016 và 14 danh hiệu vô địch đơn nữ Việt Nam, một kỷ lục ít có vận động viên nào có thể vượt qua. Mỹ Trang cũng chính là nhà vô địch nữ Việt Nam trẻ nhất khi lên ngôi lần đầu năm 2004 ở độ tuổi 16. Giờ đây, khi ở tuổi 31, Mỹ Trang vẫn là trụ cột của bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đội tuyển nữ Việt Nam nói chung khi duy trì được phong độ chắc chắn, nền tảng thể lực tốt. Các cây vật Việt Nam thì rất khó ai qua được Mai Hoàng Mỹ Trang. Vì Mai Hoàng Mỹ Trang là một vận động viên tay chiêu, có lối tấn công gần bàn, đánh cả mặt phải lẫn mặt trái đều rất hiệu nghiệm. Thì cái việc Mai Hoàng Mỹ Trang đặt giải vô địch đơn nữ và đặc biệt đưa cái đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhất là điều rất dễ nhận ra. Nếu như Mai Hoàng Mỹ Trang là nữ vận động viên kỳ cựu, nhiều kinh nghiệm, thì Nguyễn Khoa Diệu Khánh lại được xem như thế hệ vận động viên trẻ kế cận và đầy tiềm năng. Về lối đánh thông minh và luôn có khát vọng lớn trong nghề nghiệp thể hiện trong từng cú đánh mạnh mẽ, Diệu Khánh đã đạt được những thành tích đáng kể khi giành được nhiều huy chương vàng tại các giải trẻ. Đặc biệt, tấm huy chương vàng đơn nữ mới đây tại giải bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2020 là bước tạo đà hoàn hảo để Diệu Khánh hướng tới giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 38. Kiên trì cố gắng theo đuổi từng cái banh, không được nản chí. Mình cố gắng hết sức thì mình thắng thì ba mẹ mình vui thì em cũng vui ạ. Với những gương mặt vận động viên nữ đầy hứa hẹn, đội bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng mang đến những trận tranh chấp huy chương hấp dẫn tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân lần thứ 38, tranh cúp Petro Việt Nam, đạm Cà Mau tới đây.